Chúng ta hãy bắt đầu câu số 1, mã đề thi 958. Thì trong cái bài này thì người ta cho rằng là cây có cái chiều cao cây thì do ba cặp gen không có len đã lứa nhỏ, bên lứa nhỏ và đi lứa nhỏ cùng quy định theo kiểu tương tác cộng hộp. Một đã len trội thì tăng thêm chiều cao, tăng thêm 5 cm, và cái cây thấp nhất thì có chiều cao là 150 cm. Mà người ta hỏi rằng là theo lý thuyết thì phép Lai ba cái cơ thể ở đây là ba cặp gen dị hợp, thì tỷ lệ con mà khi trưởng thành cao 170 cm thì chiếm tỷ lệ là bao nhiêu. Thì đây là một cái bài toán mà khá quen thuộc. Chúng ta biết rằng là khi mà Lai bố mẹ mang n cặp gen dị hợp thì khi đó chúng ta thấy rằng là với cái n là số cặp gen dị hợp thì số allele trong một kiểu gen sẽ là 2n. Đấy, cụ thể là ở đây chúng ta thấy rằng là số allele ở đây sẽ là 6 allele trong một cái kiểu gen này. Vậy thì số tổ hợp gen thì chúng thấy rằng là 2 mũ n nhân 2 mũ n, và trong đó đây là n bằng 3, tức là bằng 4 mũ n, tức là bằng ở đây chúng ta thấy rằng là sẽ là 4 mũ 3. Và ở đây thì người ta yêu cầu là có một cái chúng ta chú ý rằng là người ta hỏi rằng là gì nhỉ? Cái cây mà 170 cm này chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì cũng có nghĩa rằng người ta sẽ hỏi chúng ta là cái tỷ lệ con mà mang cái số gen trội, tí nữa chúng ta sẽ tính là chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Chúng ta biết rằng là cái cây thấp nhất là sẽ là cái cây mà chỉ mang các cái gen lặn ở trạng thái đồng hợp. Cụ thể là trong trường hợp này là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ và D nhỏ, D nhỏ. Đấy. Cây này là cao 150 cm. Và chúng ta biết rằng là cứ mỗi một allele trội thì sẽ làm cho cây cao thêm 5 cm. Vậy chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng là nếu như chúng ta gọi X là số gen trội trong cái cơ thể mà cao 170 cm, thì chúng ta dễ dàng thấy rằng là ta sẽ có là 170 sẽ bằng cái cây thấp nhất là 150 cộng với x nhân với cả 5, và chúng ta dễ dàng tính được x thì bằng 4. Vậy thì bài toán này đã quay về bài toán là gì nhỉ? Cái tỷ lệ mà cái cơ thể mà có 4 gen trội, cơ thể con mà có 4 gen trội thì chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì chúng ta biết rằng là khi đó số tổ hợp gen thì là 4 mũ n, tức là 4 mũ 3. Đấy. Và chúng ta biết rằng là ở đây là tổng cộng có 6 các gen trội đối với cây cao nhất. Vậy thì cái tỷ lệ mà cây cao 170 cm sẽ là C4 của 6 chia cho số tổ hợp gen, và cụ thể là đây đó là 4 mũ 3, và chúng ta dễ dàng tính được đáp án là 15/64, tức là câu số 1 chúng ta thấy rằng là đáp án đi. Câu này thì thầy nghĩ rằng là sẽ không làm khó chúng ta, bởi vì câu này là một câu mà khá quen thuộc, mỗi chúng ta đều đã từng làm ít nhất là một vài lần. Thì chính vì thế cho nên là thầy nghĩ rằng là câu này thầy sẽ không phân tích thêm nữa. Câu số 2, trong quá trình sinh tổng hợp protein ở giai đoạn hoạt hóa acid amin thì ATP có vai trò cung cấp năng lượng để làm gì? Đấy. Thế thì chúng ta chú ý rằng là quá trình tổng hợp protein thì gồm có hai giai đoạn. Đấy là giai đoạn thứ nhất là hoạt hóa acid amin, tức là đưa cái acid amin từ cái trạng thái tự do, cái khả năng liên kết kém, liên kết với ARN vận chuyển, đính vào cái đầu 3 phẩy ở trên ARN vận chuyển. Và trong quá trình này thì cần có năng lượng sử dụng, đấy là ATP. Và enzyme chuyển từ trạng thái tự do khi kết hợp vào ATP, khi kết hợp với ATP lấy năng lượng ATP và kết hợp với
ARN vận chuyển thì tạo thành acid amin ở cái trạng thái hoạt động, dễ dàng tham gia vào cái quá trình lắp ghép acid amin trong quá trình tổng hợp protein, tổng hợp chuỗi protein. Thế thì chúng ta biết rằng là cái này thì thầy nhắc một chút là dưới tất cái có hai quá trình, thứ nhất là quá trình hoạt hóa acid amin và quá trình thứ hai là quá trình mà tổng hợp cái chuỗi protein. Thế thì trong giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là ATP sẽ có vai trò là để cung cấp năng lượng để mà acid amin được hoạt hóa và gắn với ARN vận chuyển. Chúng ta nhớ rằng là đây là giai đoạn hoạt hóa acid amin. Và với câu 2 này thì thầy nghĩ rằng là sẽ không làm khó cho bất kỳ học sinh nào nếu như chỉ cần nắm vững kiến thức mà thôi. Câu B thì hiển nhiên, B, C, D thì hiển nhiên là sai rồi, vì chúng ta chỉ cần nắm rõ cái giai đoạn hoạt hóa acid amin thì chúng ta hiểu. Đấy. Cái câu B mà để cắt bỏ acid amin mở đầu ra khỏi chuỗi protein thì cái này thì dùng enzyme cắt bình thường. Câu C thì để gắn bộ ba đối mã của tRNA với bộ ba trên ARN thông tin thì cái này hoàn toàn là có liên kết, mang tính chất là liên kết yếu, liên kết zero. Đấy. Câu D, để các ribosome dịch chuyển trên ARN thông tin thì chúng ta chú ý rằng cái này thì không liên quan đến giai đoạn hoạt hóa. Vậy cả B, C, D thì đều không liên quan đến cái giai đoạn gọi là hoạt hóa acid amin. Câu số 3 thì có hỏi là các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các cái gen cấu trúc của operon lax. Thế thì chúng ta nhớ rằng này là thực tế thì người ta đánh lừa chúng ta một chút, lái cái sự chú ý là tham gia vào quá trình phiên mã các cái gen cấu trúc thì chúng ta phải gạch dưới đây là cái quá trình phiên mã. Mà đã còn nói đến quá trình phiên mã thì thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ không thể nào mà có ARN thông tin của gen cấu trúc tham gia cả. Và cái thứ hai, không có ADN polymerase tham gia vào. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì nói chung về cái quá trình phiên mã thì thứ nhất là cần nguyên liệu là các cái nucleotide A, U, G, X bởi vì tổng hợp ARN. Và cái thứ hai là cần có enzyme ARN polymerase. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng phương án C là phương án chính xác. Đấy, vậy thì câu 2 A, câu 3 là phương án C. Câu 4 thì khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa thì phát biểu nào sau đây là không đúng. Đấy. Chúng ta đang tìm cái không đúng, vậy chúng ta phải thực sự am hiểu về cái nguồn nguyên liệu của tiến hóa. Chúng ta sẽ tuần tự. Câu A, tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di chuyển. Thì thực ra thì chúng ta thấy rằng là câu này thì rất là chính xác. Nếu như quá trình chọn tự nhiên mà không có nguồn nguyên liệu là các biến dị di chuyển, đó là các cái đột biến biến dị tổ hợp, thì quá trình tiến hóa không thì diễn ra được. Đấy, chúng ta chú ý. Bởi vì thực chất quá trình tiến hóa mà chúng ta hiểu là quá trình tiến hóa nhỏ chẳng hạn, đấy là chính là quá trình biến đổi tần số allele và thành phần kiểu gen quần thể. Và chúng ta thấy rằng là ở đây nếu như không có sự sai khác thì sẽ không thể nào mà có nguồn nguyên liệu cho quá trình trò tự nhiên và không thể tạo ra cái sự phân hóa để cuối cùng hình thành loài mới rồi hình thành các cái nhóm phân loại trên loài. Vậy A là đúng rồi. Câu B, đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của trình tiến hóa. Thì cái này chúng ta thấy rất là rõ, đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu. Trong đó cái biến dị tổ hợp chính là cái nguồn nguyên liệu thứ cấp. Đó là cái nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu bởi vì sao? Trong đề thi cũng có một câu, tí nữa chúng ta sẽ phân tích rõ, nhưng mà chúng ta biết rằng là nói đến cái sơ cấp nó chỉ tạo ra các allele chưa phải là các cái kiểu hình, và chủ yếu cái yếu tố chủ yếu đây là nó phổ biến và nó ít ảnh hưởng đến cái sức sống, sự sinh sản sinh vật. Vậy thì câu B cũng đúng. Câu C, nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư thì chắc chắn rồi, chúng ta học về di gen rồi học về nhập gen, di nhập gen chúng ta biết rằng là nếu như là một nhóm các cá thể phát tán đến một quần thể mới sinh sản, sinh cái thể sau hoặc là phát tán giao tử đến thì nó sẽ làm cho cái nguồn biến dị của quần thể được phong phú. Vậy thì cả A, B, C chúng thấy đều đúng rồi. D thì chúng ta xem cho nó sai ở đâu. Mọi biến dị trong quần thể đều là nguồn nguyên liệu của trình tiến hóa. Thì câu này chúng ta thấy rằng chắc chắn là sai. Bởi vì chúng ta biết rằng là nói đến biến dị thì có những cái biến dị di truyền được và có những biến dị không di truyền được. Nhưng chỉ có cái biến dị di truyền được thì mới là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Thế còn thường biến thì là chỉ là những cái biến đổi kiểu hình thôi, không liên quan đến kiểu gen, cho nên là nó sẽ
không di truyền thế hệ sau, và nó sẽ mất đi khi mà cái cá thể mang cái biến dị đó mất đi, hoặc là những cái đột biến số 3 chẳng hạn, thì nó sẽ mất đi khi mà cơ thể chết. Vậy thì nó không thể xem được là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là câu D thì là một cái câu chính xác rồi. Câu số 5, đề bài như sau. Mỗi gen quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, nhưng xảy ra hoán bị gen ở cả hai giới với tần số đều là 24%. Và người ta hỏi chúng ta là tính theo lý thuyết thì cái phép Lai này sẽ cho đời con có tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả 4 cặp gen và tỷ lệ vậy dị hợp về cả 4 cặp gen và tỷ lệ kiểu hình trội về cả 4 tính trạng lần lượt là bao nhiêu. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực ra thì bài này thì chúng ta chỉ phải tính mất thời gian, còn về mặt tư duy độ khó thì không có vấn đề gì cả. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là dị hợp ở đây chúng ta sẽ dị hợp của trường hợp của gen nhất, dị hợp của gen thứ hai chúng ta nhìn vào phép Lai cơ bản, còn đối với cái gen thứ ba thì chúng ta muốn tính được cái tỷ lệ dị hợp thì chúng ta có thể dễ dàng là từ cái tần số hoán đổi gen thì chúng ta sẽ tính ra các loại giao tử và chúng ta sẽ lập một cái bảng thật nhanh và chúng ta sẽ cho tổ hợp các loại giao tử với nhau, chúng ta sẽ được cái dị hợp của hai cặp gen còn lại. Thế còn về cái kiểu hình trội thì đối với trội nhất, trội hai chúng ta tính bình thường, còn trội 3, 4 thì chúng ta biết rằng là cả 3, 4 chúng ta ghép lại, bởi vì đây là trường hợp có hiện tượng liên kết không hoàn toàn, và chúng ta tính theo cái công thức mà chúng ta đã được học đấy, tính là bố mẹ mà dị hợp thì chúng ta có được cái trội trội trừ lại lặn là bằng 50%, và trội lặn cộng với lại lặn thì bằng 25%. Vậy thì trong cái phần này chúng ta thấy rằng là trước hết là chúng ta sẽ thấy rằng là ta sẽ xét cái trường hợp liên kết này để chúng ta tính dị hợp. Chúng ta có là D lớn E nhỏ, D nhỏ E lớn. Đấy, hai cái thằng này sẽ là bằng 0,5 trừ đi F trên 2, tức là 0,24 trên 2. Đấy, ở đây chúng ta tính được là 0,38. Đấy, và dưới này cũng vậy, hai thằng này đều bằng nhau là 0,38. Còn trao đổi chéo là D lớn E lớn và D nhỏ E nhỏ thì bằng F trên 2, ở đây sẽ là F trên 2 và bằng 0,38 D lớn E nhỏ, đây là giao tử liên kết, 0,38 D nhỏ E lớn, 0,12 D lớn E lớn và 0,12 D nhỏ E nhỏ. Vậy chúng ta xét này, các cái trường hợp mà để có dị hợp là D lớn E nhỏ và D nhỏ E lớn là 0,38 bình phương. Đấy, D lớn E nhỏ và D nhỏ E lớn, đấy, 0,38 bình phương. Tiếp theo là thằng D lớn E lớn với D nhỏ E nhỏ là 0,12 bình phương, và ở đây chúng ta có là 0,12 bình phương. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái dị hợp của cặp gen thứ 3 thứ 4 này chúng ta sẽ được là 0,38 bình phương, 0,38 bình phương. Đấy, ở đây chúng ta sẽ được là 2 lần 0,38 bình phương cộng với 2 lần 0,12 bình phương, và chúng ta tính ra được là 2 nhân 0,38 bình phương cộng 2 nhân 0,12 bình phương. 2 nhân 0,38 bình phương cộng 2 nhân 0,12 bình phương. Chúng ta được 0,3176. 0,3176. Vậy thì dị hợp về cả 4 thì dị hợp thứ nhất là 1/2.
dị hợp cặp gen thứ hai là 2/4, tức là cũng là 1/2, và dị hợp của 3/4 là 0.3176. Chúng ta nhân vào và chúng ta được kết quả là 7.94. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là vậy khi đó chúng ta sẽ loại hai phương án A và C. Còn để tính được cái trội về cả bốn tính trạng trội, kiểu hình trội cả về bốn tính trạng, thì chúng ta thấy rằng là cái lặn lặn ở đây chúng ta tính được là 0.12. Chúng ta để ý này, lặn lặn là 0.12 bình phương. Vậy thì trội trội sẽ là bằng 0.5 cộng với cả 0.12 bình phương, và chúng ta tính được là 0.5144, 0.5144. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn hai cặp gen còn lại, trội về cả bốn tính trạng, về trội, trội về thứ nhất là 1/2, A lớn A nhỏ với A nhỏ A nhỏ. Trội về tính trạng thứ hai, B lớn B nhỏ với B lớn B nhỏ là 3/4, và nhân với 0.5144, chúng ta được giá trị là 19.29%. Vậy chúng ta chọn đáp án B là đáp án chính xác. Vậy câu 5 chúng ta có đáp án B. Câu 6. Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào cái gì? Thì ở đây chúng ta dễ dàng thấy rằng nó phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen. Thì chúng ta chú ý rằng là ví dụ như là trường hợp A lớn là thích nghi môi trường khô, A nhỏ thích nghi môi trường ẩm, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thứ nhất là ta có các kiểu gen A lớn lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Cái thằng này thích nghi môi trường khô, cái này thích nghi môi trường ẩm. Vậy thì một cái gen A nhỏ nhưng tùy tổ hợp gen mà nó có thể thích nghi với hai môi trường khác nhau. Và khi môi trường thay đổi thì ví dụ như môi trường ẩm thì thằng này lại trở nên kém thích nghi, và ngược lại thằng này lại thích nghi. Cho nên là ở đây cái câu 6 thì chúng ta dễ dàng chọn phương án C, và chúng ta có thể loại A, bởi vì là ở đây số lượng cá thể trong quần thể thì nó không quyết định cái mức độ có lợi hay có hại của một cái gen đột biến. Rồi tần số phát sinh đột biến thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ có liên quan đến cái việc tạo ra nhiều đột biến trong quần thể hay không. Tỷ lệ được cái trong quần thể cũng không liên quan đến mức độ có lợi hay có hại của một đột biến. Vậy C là đáp án chính xác. Câu số 7. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật thì phát biểu nào sau đây là đúng? Kích thước quần thể, câu A là kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn đến diệt vong. Thì câu này chúng ta thấy rằng là đây là một câu chính xác. Bởi vì khi mà kích thước quần thể giảm đến mức tối thiểu thì thứ nhất là cái cơ hội giao phối, kết đôi giao phối của các cá thể quần thể là kém. Cái khả năng mà các cá thể quần thể hỗ trợ nhau để mà chống lại những điều kiện bất lợi là cũng kém. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là khi mà số lượng cá thể của quần thể mà giảm đến một cái mức dưới mức tối thiểu thì dẫn đến là cái khả năng mà giao phối gần sẽ dễ dàng xảy ra, tạo ra các cái tổ hợp đồng hợp lặn có thể có hại và làm giảm cái sức sống của cái quần thể. Vậy câu A là đúng rồi. Câu B, kích thước quần thể luôn ổn định không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. Thực ra chúng thấy rằng là câu này thì hoàn toàn là sai, bởi vì rằng là quần thể liên tục điều chỉnh cái số lượng cá thể để phù hợp với cái nguồn sống. Quần thể luôn luôn có cái khả năng đó, tức là luôn luôn có một sự tương quan giữa số lượng cá thể với nguồn sống. Nếu như là nguồn sống mà phong phú, môi trường thuận lợi thì số lượng cá thể sẽ tăng lên, trong quần thể tăng lên, và ngược lại. Đấy, chúng ta chú ý kích thước quần thể, câu C là kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản tử vong quần thể, thì câu này là hoàn toàn sai rồi. Khi mà mức sinh sản tăng và tử vong giảm thì chắc chắn là quần thể sẽ tăng về mặt kích thước, và ngược lại. Câu D, kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để tồn tại và phát triển. Ở đây chúng ta chú ý rằng là cái khoảng không gian đó chính là cái môi trường sống. Kích thước quần thể muốn nói đến cái yếu tố về số lượng cá thể của quần thể. Vậy thì đối với câu 7 là phương án A, câu 6 thì chúng ta vừa thấy rằng phương án C,
7. À. Chúng ta nghiên cứu câu 8. Câu 8 cho biết mỗi gen quy định một tính trạng các allele trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân xảy ra không đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Vậy thì anh ấy phép lai như thế này, thì trong tổng số cá thể thu được thì F1 số cá thể có quyền trội về ba tính trạng thì chiếm tỷ lệ là 50,73. Vậy theo lý thuyết thì số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên là chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì vì là hai giới tần số hoán đổi gen là như nhau và đều dị hợp, nên là chúng ta có thể dễ dàng dựa vào cái số liệu từ cái 50,73 trội về ba tính trạng thì chúng ta đã biết rằng là cái trội về hai tính trạng thì ta có thể áp dụng theo quy tắc trội trội lặn lặn mà thầy vừa trao đổi. Thế còn đối với cái tính trạng thứ ba thì trội là 3/4 và lặn là 1/4, thì chúng ta có thể tính ngay được cái tỷ lệ trội về hai tính trạng đầu đấy. Và từ đó ta tính được cái trội lặn đấy, trội lặn, và ta áp dụng ở đây là số cá thể có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng. Thì chúng ta chú ý rằng lặn về một trong ba tính trạng thì lặn một, thì lặn hai và lặn ba. Nhưng mà nếu như lặn 1 thì phải là trội 2 và trội 3. Lặn 2 thì phải trội 1, trội 3. Lặn 3 thì là trội 1, trội 2. Và chúng ta dễ dàng. Vậy bây giờ chúng ta xem này, mục tiêu của chúng ta là gì? Cái trội trội 3 thì ta biết rồi, lai một cái gen dị hợp thì trội là 3/4 ta biết rồi. 3/4 ta biết rồi. Đấy, lặn của nó là 1/4 ta biết rồi. Lặn 1 trội 2, muốn tính được lặn 1 trội 2 thì cũng bằng trội 1 lặn 2, thì chúng ta phải dựa vào cái 50,73 để tính được trội trội. Đấy, khi ta tính được trội trội và ta tính được lặn lặn thì ta sẽ tính được lặn trội. Cụ thể là ta xét đến cái phép lai A lớn với lớn, A nhỏ với nhỏ, A lớn với lớn, A nhỏ với nhỏ, và hai giới với tần số gen như nhau, chúng ta có là trội 1, trội 2 trừ lặn 1, lặn 2. Đấy, thì chúng ta được 50%. Và chúng ta có được cái trội 1 theo cái đề bài đây, thì chúng ta có được cái trội 1, nhớ cái này này, chúng ta có trội 1, trội 2 nhân với cả trội 3 thì bằng 50,73%. Cho nên là trội 1 trội 2 sẽ bằng 50,73% nhân chia 3/4 nhân 4/3. Chúng ta sẽ tính ra được là 67,64%. Vậy chúng ta sẽ có mục tiêu, ta phải tính lặn 1, lặn 2 để chúng ta áp dụng vào cái công thức thứ hai, đó là ta tìm được lặn trội, trội 1 lặn 2 cũng như là lặn 1 trội 2 sẽ cộng với lặn 1 lặn 2 sẽ bằng 25%. Vậy chúng ta muốn biết được cái trội lặn này, chúng ta phải biết lặn lặn, lặn 1 lặn 2 thì nhìn vào công thức này thì sẽ bằng trội 1 trội 2 trừ đi 50% và bằng 67,64% trừ đi 50%, và chúng ta tính ở đây được là 17,64%. Vậy chúng ta thấy rằng ở đây sẽ là 17,64%. Và khi đó ta áp dụng, ta sẽ có trội 1 lặn 2 cũng như là lặn 1 trội 2 sẽ bằng 25% trừ đi lặn 1 lặn 2. Và chúng ta sẽ thấy rằng là bằng 25% trừ đi
Lần 1, lần 2 ta vừa tính được là 17,64%. Và ta tính ra được giá trị là 7,36%. Vậy ta thay vào đây là 7,36%. 7, ở đây chúng ta thấy rằng cộng 36%. Tại sao lại là cộng? Bởi vì hoặc trường này có 3 khả năng, hoặc như này, hoặc thế này, hoặc thế này. Cho nên là có 3 cái khả năng này ta phải dùng xác suất là cộng. Đấy. Thế vậy thì chúng ta sẽ tính ra được cộng cộng vào và chúng ta sẽ được giá trị đó là 27,95%. Và đáp án chính xác đó là B. Đấy, chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta xem câu 9. Câu 9 là một câu hỏi lý thuyết mà thầy nghĩ rằng là giúp thí sinh là gỡ điểm. Mối quan hệ giữa hai loài sau đây là thuộc về quan hệ hai loài nào sau đây là thuộc về quan hệ cộng sinh. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là phương án A, giun đũa và lợn thì nó là thuộc quan hệ ký sinh rồi. B, nấm và vi khuẩn lam tạo thành đĩa y để chính xác rồi. Thế thì chúng ta cũng có thể nhớ rằng là cộng sinh tức là cái mối quan hệ sống chung cần thiết và có lợi cho cả hai bên, và đây là mối quan hệ nhất thiết cần thiết. Đấy, hai loài nó sống chung trong suốt cái cuộc đời và nó có quan hệ rất gắn bó với nhau, cho nên là phương án B là phương án chính xác. Cỏ dại và lúa thì đây là mối quan hệ cạnh tranh khác loài, còn đây là cây tầm gửi và cây thân gỗ thì là cái quan hệ nửa ký sinh. Đấy, thế thì mà ở đây chúng ta dễ dàng thấy rằng phương án 9 là phương án B. Câu số 10 cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm thể khác nhau. Theo lý thuyết thì phép Lai sẽ thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen trí tuệ bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ thấy như này. Ở đây thì nếu như chúng ta nói rằng là người ta yêu cầu là mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong tư duy là sẽ dị hợp cặp gen thứ nhất, dị hợp cặp gen thứ hai và dị hợp cặp gen thứ ba. Dị hợp thứ nhất thì cặp gen thứ hai đồng hợp. Nhưng chúng ta lại nhận thấy rằng là ở đây thì dị hợp đồng hợp là đều là 1/2, ở đây đồng hợp là 2/4, dị hợp cũng là 2/4. Đây thì chúng thấy rằng đồng hợp là đây lớn lớn là 1/2 và dị hợp cũng như vậy. Cho nên là cả ba thằng này đều xác suất đều là như nhau, nên là cộng lại là 1/2 nhân 1/2 nhân 1/2, và chúng ta ra được ngay cái phương án đúng đấy là bằng 37,5%, và chúng ta chọn đáp án C. Đấy. Vậy câu 10 chúng ta chọn đáp án C rất là dễ dàng. Câu số 11, cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô tế bào thì dựa trên cái gì? Thì ở đây có 4 cái phương án. Nhưng chúng ta nhớ rằng là đây là nuôi cấy mô. Đấy, tức là nuôi cấy các cái mô sinh dưỡng. A là quá trình phiên mã dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ. Thì cái này chúng ta thấy rằng là đây không phải là cái cơ sở tế bào của nuôi cấy mô, mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng là gì? Cái trong nuôi cấy mô thì cái cơ sở tế bào của nó chính là cái sự phân đôi và phân ly đồng đều của các nhiễm thể trong nguyên phân để mà bảo tồn nguyên vẹn những cái đặc tính của cái mô đó, giúp nhân ra những cái cá thể mới trên cái cơ sở dựa vào tính toàn năng của các cái tế bào để có thể tạo ra các cái cây mới. Thế cho nên là phương A thì không chính xác, và phương B là sự nhân đôi phân ly đồng đều của nhiễm thể trong giảm phân. Thì trong nuôi cái mô thì chúng ta chú ý rằng là đang người ta để ý đến cái quá trình nguyên phân để tạo ra cái cơ thể giống hệt với cả cái cơ thể cho mô, hoặc là tạo ra các cái mô mà hoàn toàn dựa theo cái cơ chế nguyên phân để bảo tồn cái đặc tính. Cho nên là ở đây phương C là phương án đúng, còn phương D có chữ giảm phân thì là sai. Vậy thì nói đến cơ sở vào của nuôi cái mô là dựa vào nguyên phân, cho nên là chúng ta sẽ thấy ngay rằng là ở trong các cái phương án có giảm phân là B và D là phương án chúng ta loại ngay. Thế còn quá trình phiên mã dịch mã thì không phải là cái cơ sở tế bào của nuôi cấy mô. Vậy câu 11 là phương án C. Câu 12 thì chúng ta thấy rằng là đây là một câu rất cơ bản. Các khu sinh học biome được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng
thì chúng ta nhớ rằng là theo cái thứ tự giảm dần cái độ đa dạng thì cũng là theo cái thứ tự mà chúng ta chú ý rằng là cái vĩ độ nó tăng dần. Và ở xích đạo thì vĩ độ không đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nguyên nhân ở đâu đấy là do sự phân bố ánh sáng. Ở cái vùng xích đạo thì hình thành các cái rừng mưa nhiệt đới, sau đó thì những cái rừng rụng lá ôn đới, và cuối cùng là cái đồng rêu hoàn đới. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì trong các phương án thứ tự giảm dần độ đa dạng thì cứ ở nơi nào mà nguồn sống phong phú, lượng ánh sáng đầy đủ thì số lượng loài sẽ nhiều và độ đa dạng sẽ cao, cái quần xã sẽ ổn định đấy, và cái mối quan hệ sinh thái sẽ gắn bó. Cho nên là câu 12 thầy không muốn phân tích nhiều, cái này chỉ liên quan đến chúng ta chú ý rằng là một cái nội dung mà liên quan đến cái khu sinh học phương án C chính là phương án đúng. Chúng ta tiếp câu 13. Câu 13 là ở một loài thực vật xét một gen có hai allele, A lớn quyết định hoa đỏ trội hoàn toàn so với A nhỏ quyết định hoa trắng. Thế hệ xuất phát P của một quần thể loài này thì có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự động phấn thì ở F3 cây có kiểu gen dị hợp thì chiếm tỷ lệ là 7,5%. Và theo lý thuyết thì cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P là bao nhiêu? Thì đây là một câu mà thầy đánh giá là không có gì là khó cả. Câu này thì hoàn toàn là chúng ta đã được học những kiến thức liên quan đến một quần thể mà tiến hành tự độ phấn. Thì thầy sẽ lưu ý chúng ta này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải nhớ đến một cái công thức mà liên quan đến cái tự độ phấn: x a lớn, y a lớn a nhỏ, z a nhỏ a nhỏ, trong đó x cộng y cộng z bằng 1. Đây là một quần thể. Nếu nó tự tụ phấn n thế hệ thì lúc đó cái cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là, đối với a lớn lớn sẽ là x cộng y nhân 1 trừ 1 phần 2 mũ n trên 2. A lớn nhỏ sẽ là y nhân 1 phần 2 mũ n. Còn a nhỏ sẽ là z cộng y nhân 1 trừ 1 phần 2 mũ n trên 2. Đây là thầy nhắc lại công thức để chúng ta nắm được. Thế thì cái quần thể ban đầu thì chúng ta biết rồi là 9 cây hoa đỏ, một cây hoa trắng. Vậy thì ta thấy rằng là như này, nếu như thầy đặt quần thể là x a lớn lớn, cái quần thể ban đầu là x a lớn, y a lớn a nhỏ và z a nhỏ a nhỏ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhìn vào đây ta có là tổng cộng là 10 phần, thì cây hoa trắng là a nhỏ, đây là hoa trắng. Thì cây hoa trắng chiếm tỷ lệ là 1/10, có nghĩa là ta có z bằng 0.1. Vậy ta có x cộng y, ở đây ta sẽ tính là nó sẽ bằng là ở đây là 0.9. Cái cây F3, ở F3 thì cái kiểu gen dị hợp là 7,5, ta áp dụng cái công thức này thì ta thấy rằng là khi đó y nhân 1/2 mũ 3 sẽ là bằng 7,5 và phần trăm, và chúng ta tính được y sẽ bằng 0.6. y bằng 0.6 thì x sẽ bằng 1 trừ đi 0.6 trừ đi 0.1 sẽ bằng 0.3. Và ta có cấu trúc di truyền quần thể chính là cái phương án A, đó là 0.3, 0.6 và 0.1, bài 13, câu 13 phương án A. Và chúng ta thấy rằng là với câu 13 này thì chúng ta thấy rằng là so với cái đề thi năm trước thì nó còn dễ hơn. Và chúng ta chỉ cần nhớ được cái công thức liên quan đến cái sự tự độ phấn của một quần thể qua n thế hệ là chúng ta có thể dễ dàng tính được. Cái câu 14. Câu 14 ở dưới giấm gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của những thể giới tính X có hai allele A lớn quy định mắt đỏ trội hoàn toàn, giúp A nhỏ quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi được mắt trắng thì thu được F1 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng.
cho F1 giao phối tự do thu được F2, theo lý thuyết thì trong tổng số ruồi F2 thì ruồi cái mắt đỏ sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thầy nghĩ là đây là một cái câu mà khá hay. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ như thế này. Vậy thì câu này nó sẽ đưa chúng ta về có hai hướng giải quyết. Chúng ta có thể hướng theo cái cách là chúng ta giải đối với trường hợp một quần thể giao phối. Chúng ta cũng có thể giải theo cái phương pháp thông thường, đấy là kết hợp giao tử bình thường, tính tỷ lệ từng loại giao tử. Thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng là P mà thu được F1 là 50% ruồi mắt đỏ và 50% ruồi mắt trắng. Trong đó thì lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng. Thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là P sẽ có kiểu gen XA lớn, XA nhỏ, lai với XA nhỏ Y. Tại sao vậy? Bởi vì ruồi đực người ta đã cho rằng là nằm trên nhiễm thể dự tính X. Thế thì cái ruồi đực mắt trắng chắc chắn phải như thế này. Ruồi cái mắt đỏ thì có hai khả năng là XA lớn hoặc X lớn X nhỏ. Nhưng nếu XA lớn thì ở đời con sẽ thu được 100% ruồi mắt đỏ. Chính vì vậy mà ta sẽ loại bỏ cái khả năng XA lớn và ruồi cái mắt đỏ. Ruồi cái mắt đỏ sẽ có kiểu gen là XA lớn X nhỏ. Còn đực mắt trắng thì hiển nhiên kiểu gen là XA nhỏ Y. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là giao tử là 1/2 XA lớn, 1/2 XA nhỏ. Đây là giao tử là 1/2 XA nhỏ và 1/2 Y. Và ở F1 chúng ta sẽ có là 1/4 XA lớn, XA nhỏ. Thầy sẽ ghép vào để có cái là 1/4 XA nhỏ, XA nhỏ. Sau đó đến đực là 1/4 XA lớn Y và 1/4 XA nhỏ Y. Cho F1 giao phối tự do thu được F2 thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ, thầy sẽ thấy rằng là bây giờ thầy sẽ tính giao tử cái, tính giao tử đực, và thầy sẽ tìm những cái tổ hợp giao tử nào để thu được ruồi cái mắt đỏ, và chúng ta sẽ có được kết quả. Vậy chúng ta thấy rằng là ở từng giới một chúng ta có tỷ lệ 1:1, tức là đối với giới cái chúng ta có một nửa là XA lớn, XA nhỏ và một nửa XA nhỏ, XA nhỏ. Ở đây thầy có thể tính theo cái cách như sau. Thầy sẽ coi đây là một cái quần thể, thầy sẽ coi đây là một cái nhóm, đây là tập hợp các con cái và tạo ra một cái kho giao tử chung. Một cái kho giao tử chung này chúng ta sẽ có được theo cái cách tính bình thường của di truyền quần thể, thì chúng ta sẽ tính là XA lớn ở đây nó sẽ là 1/2 trên 2 là 1/4. Còn XA nhỏ thì chúng ta có thể tính được 3/4 ngay, hoặc là đây là 1/2 cộng với một nửa của 1/2, 1/4 thì cũng là 3/4. Đấy. Còn đối với bên này, chúng ta sẽ cái nhóm này gồm có một nửa XA lớn Y và một nửa XA nhỏ Y. Cho vào cái kho giao tử chung thì chúng ta sẽ coi như là cách tính di truyền quần thể bình thường. Chúng ta có 1/4 XA lớn, chúng ta sẽ có 1/4 XA nhỏ, và chúng ta sẽ có 1/4 cộng 1/4 là 1/2. Thầy cứ ghi là 2/4 Y. Thế thì để mà sau đó thì chúng thấy rằng là ta hòa chung vào, các con phải chú ý rằng ta chỉ có thể viết như này được khi mà ở đây tỷ lệ nó là ngang. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy rằng là bây giờ ta sẽ cho các giao tử đực và giao tử cái ngẫu nhiên với nhau, nhưng ta chỉ tìm ruồi cái mắt đỏ thôi. Vậy ruồi cái mắt đỏ sẽ có các kiểu gen XA lớn, XA lớn, XA lớn, XA nhỏ, XA nhỏ, XA lớn. Thế là xong. Vậy chúng ta thấy rằng là trường hợp nhất, tổ hợp gen XA lớn, XA lớn thì tỷ lệ của nó sẽ là 1/4 nhân với 1/4. Tiếp theo là thằng này,
là x a lớn x a nhỏ sẽ là 1/4 nhân 1/4. Tiếp theo ta có x a nhỏ x a lớn sẽ là x a nhỏ x a lớn đây sẽ là, ta thấy rằng là 3/4 với 1/4. Vậy cộng lại chúng ta sẽ có được ruồi cái mắt đỏ ở thế hệ F2 tổng cộng chúng ta sẽ có 5/4. Và 5/4 có nghĩa chúng ta tính ra được là 31.25%. Chúng ta chú ý. Vậy thì bài này cũng không có gì khó nếu như là chúng ta hiểu, chúng nắm vững, và chúng ta coi là đây là ta đưa vào một cái kho giao tử chung, nhưng cũng chỉ tính được theo cách này thì khi mà chúng ta chú ý rằng là ở đây là cái tỷ lệ ngang nhau như vậy thì chúng ta rút gọn tỷ lệ từng bên một, thế mà chúng ta tính bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu số 15. Một trong những đặc điểm của thường biến là gì? Thế thì câu này thì là một câu mà không thể dễ hơn được. Kiểm tra cái kiến thức liên quan đến cái sự hiểu biết của chúng ta về thường biến, một cái dạng biến đổi kiểu hình thì không liên quan đến cái biến đổi kiểu gen. Và chúng ta chú ý rằng là ta phải lưu ý này. Thường biến là gì? Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh trong cái quá trình phát triển cá thể dễ ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện môi trường. Và nói đặc điểm của thường biến thì chúng ta phải chú ý rằng là thường biến chỉ là biến đổi kiểu hình không liên quan đến biến đổi kiểu gen, và nó là những biến đổi mang tính chất đồng loạt theo hướng xác định và tương ứng với môi trường. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì câu A thì là sai hoàn toàn rồi, di truyền được thế hệ sau bởi vì nó không liên quan đến biến đổi về di truyền cho nên câu này là sai. Câu B có thể có lợi có thể có hại trung tính, thì thường biến chỉ có lợi sinh vật thôi. Câu C phát sinh trong quá trình sinh sản hệ tính thì câu này là sai. Ở đây chúng ta chú ý rằng là phát sinh trong quá trình phát triển cá thể và liên quan đến cái biến đổi trên cái kiểu hình, và câu D là câu chính xác. Chúng ta đến với câu số 16. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến được ký hiệu từ 1 đến 6 có số lượng nhiễm thể ở kỳ giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau. Cho biết số lượng nhiễm thể trong tất cả các cặp của mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên thì các thể đột biến đa bộ chẵn là bao nhiêu? Thế thì đề người ta cho là gì? Chúng ta biết rằng là mục tiêu của chúng ta muốn biết được là thể đa bộ chẵn là thằng nào thì chúng ta phải xem từng thể đột biến một thì bộ nhiễm thể của nó là bao nhiêu ở trong tế bào sinh dưỡng. Thế thì chúng ta lại biết rằng là ở cái loài lưỡng bội thì 12 nhóm liên kết tương ứng với bộ đơn bội N. Vậy ta có N bằng 12, loài này là 2N bằng 24. Người ta lại cho là số lượng nhiễm sắc thể ở kỳ giữa, số lượng nhiễm thể ở kỳ giữa trong mỗi tế bào là như nhau. Thì chúng ta chú ý rằng là ở kỳ giữa thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng là nhiễm sắc thể của nó chưa phân đôi. Vậy thì ở thể đột biến 1 tương đương với 48, và so với cái bộ đơn bội này thì 48 chia cho 12 thì chúng ta thấy rằng là nó tương ứng là 4N. Đấy. Tiếp theo là 84 chia 12 thì tương ứng là 7N. 72 chia 12 là 6N. 36 thì là 3N. Cái này thì sẽ là 5N. Và 108 sẽ là 9N. Đấy. Và người ta cho là cho biết số lượng nhiễm thể trong tất cả các cặp của mỗi tế bào thể đột biến là bằng nhau, thì chúng ta nhìn thấy ngay là gì nhỉ? Ở đây người ta hỏi rằng là cái thể đột biến mà đa bội chẵn. Vậy chúng ta thấy ngay rằng là đa bội chẵn thì sẽ là 1 và 3. Cho nên là đáp án B chính là đáp án chính xác. Đấy, câu này thì thực ra không có gì là khó cả. Câu số 10 tiếp theo là câu số 17. Chúng ta chú ý rằng là câu số 14 là D. Câu số 15 là D.
Câu số 16 là B. Câu số 17, khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới thì người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để mà xác định loài nào xuất hiện trước và xuất hiện sau? Thì chúng ta biết rằng là người ta dựa vào hóa thạch. Hóa thạch là di tích của các sinh vật mà sống trong các cái thời đại trước để lại trong đất đá. Và chúng ta biết rằng là dựa vào các hóa thạch này thì người ta có thể biết được lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của hóa thạch khi mà xác định được tuổi của nó. Và đây chính là bằng chứng trực tiếp để mà nghiên cứu quá trình tiến hóa. Và chúng ta biết rằng là người ta dựa vào cái hàm lượng đồng vị carbon 14 đối với những cái hóa thạch trẻ, hoặc là uranium 238 đối với các cái hóa thạch già tính bằng hàng triệu năm. Đấy. Vậy thì trong cái này thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là phương án D thì chính là phương án chính xác, không có gì chúng ta phải băn khoăn cả. Đấy. Chúng ta thấy rằng là đối với phương án A, B và C thì là những cái bằng chứng giải phẫu so sánh, và đây là những cái bằng chứng mà để nghiên cứu gián tiếp cái quá trình xuất hiện, phát triển, diệt vong của các loài. Đấy. Và cũng là bằng chứng gián tiếp để nghiên cứu quá trình tiến hóa của các loài. Chúng ta nghiên cứu câu số 18. Ở một cái loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm trên những bình thường. Đấy. Có hai len A lớn thì quy định cánh dài trộn toàn so với A nhỏ thì quy định cánh ngắn. Cho các con đực cánh dài ra phối cũng như với các con cái cánh ngắn thì thu được F1 75% cánh dài và 25% cánh ngắn. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thì F2 theo lý thuyết thì số con cánh ngắn chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Vậy trong cái bài này chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái bài quy về cái giao phối ngẫu nhiên, đó nghĩa là di chuyển quần thể. Chúng ta mới suy nghĩ như này: để thu được ở F2 cái ngắn thì chúng ta chỉ cần tính được cái tần số của A len, bởi vì cái ngắn ở đây, cái kiểu gen cái ngắn là A nhỏ. Thế thì chúng ta chỉ cần tính được cái quy A nhỏ của nó là xong. Thì chúng ta mới suy nghĩ là ở thế hệ P ấy, thì cho giao phối giữa các con đực cánh dài, giao phối với con cái cánh ngắn. Con cái cánh ngắn này chúng ta biết chắc chắn kiểu gen rồi. Và ở F1 thì thu được là 75% cánh dài, số các con cánh dài, và 25% số con cánh ngắn. Vậy các con hãy tư duy này: vì là đây đề bài cho một gen quy định một tính trạng và gen nằm như thường, thì suy ra một điều rằng là nếu như mà thu được tỷ lệ 1:1 thì suy ra cái cánh dài này là diệt tử. Nếu như thu được tỷ lệ 100% cánh dài thì thằng này đồng hợp. Nhưng ở đây cái tỷ lệ không bằng nhau, chứng tỏ rằng các cái con đực cánh dài này sẽ có khả năng có kiểu gen A lớn lớn hoặc là A lớn nhỏ. Nhưng chúng ta lại suy nghĩ này: tại sao lại có cái tỷ lệ 75%, 25% này? Nếu như tất cả ruồi cái cánh ngắn thì chỉ có duy nhất một kiểu gen là A nhỏ nhỏ, tức là một loại A tử. Vậy thì chúng ta sẽ tách ra thành hai cái nhóm giống như cái bài trước. Đấy. Nhóm đực A lớn lớn và A lớn nhỏ. Đấy. Nhóm cái thì cái tần số của A nhỏ đối với dưới cái này chúng ta thấy rằng là nó là 1. Còn tần số đực cái tần số A lớn của bên đực thì ta sẽ suy nghĩ như này: tại sao xuất hiện cái 75%, 25% này? Chứng tỏ rằng cái tỷ lệ này nó do cái tỷ lệ giao tử được quyết định bởi vì bên này là 1. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là tần số A lớn đối với đực bên này tạo ra từ A lớn lớn A lớn nhỏ là chiếm 3/4, tức 75%.
còn A nhỏ là chiếm 1/4. Và chúng ta thấy rằng là khi giao phối ngẫu nhiên thì tần số chung, tần số A nhỏ của quần thể trong trường này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ là bằng trung bình cộng của tần số A hai lần của đực và cái, và chúng ta sẽ được là 5/8. Và khi đó thì giao phối ngẫu nhiên, giao phối ngẫu nhiên ở F2 thì chúng ta thu được cái con ruồi cánh ngắn sẽ tương ứng với quy bình sẽ là bằng 25/64, tức là bằng 5/8 vuông, bằng 25/64. Vậy chúng ta thấy rằng là đây là một bài mà thầy đánh giá là hay, và bài này khó. Nếu chúng ta thực sự tinh ý và chúng ta phải thực sự nắm vững cả về kiến thức liên quan đến lai trong quy luật di truyền, cả kiến thức di quyền quần thể, thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Và bài này là cái bài mà thầy nghĩ rằng cái tính phân loại rất tốt. Chỉ những học sinh nào mà thầy thấy rằng là phải thực sự am hiểu kiến thức về di truyền quần thể này và các cái phép lai này thì mới có thể giải quyết được. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu câu số 19. Với câu 19 thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu này. Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A lớn, A nhỏ, B lớn nhỏ cùng nằm trên một cặp nhiễm thể và cách nhau 20 cm. Hai cặp gen D lớn đến nhỏ, E lớn đến nhỏ cùng nằm trên một cặp nhiễm thể khác và cách 10 cm. Chọn phép lai như thế này, biết không phát sinh đột biến mới và hoán đổi gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Tần số bằng nhau. Hoán vị gen. Theo lý thuyết thì trong tổng số cá thể thu được ở đời con thì số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn ở tất cả các gen chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì thầy nghĩ rằng bài này thì là một bài hoàn toàn không khó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta cho chúng ta khoảng cách giữa hai cái gen trên cái nhóm liên kết thì chúng ta sẽ suy được tần số hoán đổi gen tương ứng là 20%, và trường hợp này là 10%. Thì chúng ta chú ý rằng là ở bài này thì chúng ta chỉ cần tìm được cái tần số của cái tỷ lệ của giao tử mang gen lặn về cả hai gen từng cặp một thì chúng ta sẽ ra ngay được. Thì cụ thể là chú thấy rằng là đối với cái trường hợp mà cái khoảng cách là 20 cm, có nghĩa là tần số hoán đổi gen của AB sẽ là bằng 20%. Vậy thì ta xét ở đây đối với trường hợp A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ, A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ, thì cái A nhỏ B nhỏ này nó đều, bên này và bên này đều bằng nhau và nó đều bằng là 0,5 trừ đi F trên 2 đấy, và nó sẽ là 0,4 đấy. Vậy riêng đối với trường hợp lặn, kiểu hình đồng hợp lặn, bên này A nhỏ bên nhỏ 0,4, cho nên đồng hợp lặn cho trường hợp này sẽ là 0,4 nhân 0,4. Chúng ta thấy rằng là trường hợp thứ hai thì cái tần số bằng 10%, nhưng chúng ta lại thấy rằng là bên này thì hoàn toàn là không ảnh hưởng, thì không thể phát hiện được cái sự hoán vị. Nhưng bên này chúng ta thể thấy này, dù hoán vị nữa thì ta vẫn là D lớn E nhỏ, D nhỏ E lớn, cho nên là bao giờ cũng như vậy, cái D nhỏ E nhỏ bên này là 1/2 đấy. Vậy thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bên D lớn E nhỏ, D nhỏ E nhỏ lai với D nhỏ E nhỏ, D nhỏ E nhỏ, thì chúng ta có cái bên này D nhỏ E nhỏ bằng 1/2, bên này D nhỏ E nhỏ bằng 1, cho nên là cái D nhỏ E nhỏ
trong trường này sẽ là bằng 1/2. Vậy thì để có cả, chỗ này là 0,16. Đấy. Để kiểu gen đồng hợp lại với tất cả, có nghĩa là đồng hợp lại cả cái này, chúng ta sẽ có là đây là cái kiểu hành lặn của nó, kiểu gen lặn của nó, và tỷ lệ là 0,16 nhân 1/2 bằng 0,08 và bằng 8%, chúng ta dễ dàng chọn được cái đáp án C, chính là cái đáp án chính xác. Chúng ta nghiên cứu câu số 20. Ở một loại thực vật khi giao phấn giữa cây quả dẹt với cây bầu dục, P thì thu được F1 toàn cây quả dẹt. Quả dẹt với bầu dục toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cái cây đồng hợp lại về các cặp gen. Thu được đời con có kiểu hình phân ly tỷ lệ là 1:1. Cho F1 từ đồng phấn thu được F2, cho tất cả các cây quả tròn giao phấn với nhau thì thu được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng theo lý thuyết để xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là bao nhiêu. Thì thầy nghĩ rằng cái câu này là một câu rất hay, nếu như là học sinh mà không nắm vững các cái quy luật di truyền và có rất nhiều những cái bước lai thì chúng ta sẽ cảm thấy là không biết đâu một lần và cảm thấy rất khó khăn. Tuy nhiên là chúng ta bắt đầu suy nghĩ này, trước hết là chúng ta phải xem ra là cái quy luật di truyền nào đã chi phối đã, sau đó chúng ta sẽ tháo gỡ và nghiên cứu để tìm ra được đáp án. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây chỉ là một tính trạng thôi, chỉ là một tính trạng thôi. Quả dẹt với bầu dục thì thu được toàn quả dẹt. Đấy. Nhưng mà F1 lai với cây đồng hợp lặn, tức là chỉ có một loại giáo tử thôi, thì thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ là 1:1. 1:1 tức là 1 cộng 2 cộng 1 tức là 4 kiểu tổ hợp giao tử. Tổ hợp giao tử. Vậy suy ra là F1 ở đây sẽ phải mang 2 cặp gen để hợp, bởi vì chỉ có một tính trạng thôi. Và kiểu gen của nó là A lớn, A nhỏ, V lớn, V nhỏ. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái F1 lai với cả cái F1 này, lai với cả cái cơ thể đồng hợp lặn, có nghĩa là lai với A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, thì chúng ta thu được rằng là thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 1:1. Đây chính là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Tiếp tục là A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Đấy. Tại sao vậy thì chúng ta biết rồi. Cái thằng này cho ra giao tử A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ với tỷ lệ bằng nhau. Còn bên này là A nhỏ, B nhỏ. Thế thì chúng ta để ý này. Ở đây thì thu được là 1 dẹt, 2 tròn, 1 bầu dục. Mà ta biết rằng dẹt F1 là dẹt phải có kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, nhỏ. Đây là do tương tác bổ sung. Vậy đây là dẹt. 1 dẹt, 2 tròn, tác động riêng rẽ. Và đây là 1 dài. Bây giờ người ta cho cây F1 tự động phấn thì thu được F2. Vậy chúng ta biết được là gì nhỉ? Ở đây là bầu dục. Đây là bầu dục. Biết được quy luật di truyền chi phối, đây là tương tác bổ sung. Tương tác bổ sung. Thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng là nếu cho F1 tự động phấn thì tất cả các cây được thu được F2 này cho tất cả các cây quả tròn. Thì F1 tự động phấn có nghĩa là gì? Có nghĩa là F1 tự động phấn A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, lai với A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Thì chúng ta thu được ở đời F2 là 9A gạch B gạch, 3A gạch B nhỏ, B nhỏ, 3A nhỏ, nhỏ, B gạch, 1A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Và chúng ta thấy rằng đây chính là quả tròn. Còn đây là quả bầu dục. Đây chính là quả dẹt. Còn đây là bầu dục. Đề bài cho là gì? Đề bài cho là cho tất cả cây quả tròn giao phấn với nhau. Vậy quả tròn giao phấn với nhau, mà người ta lại hỏi rằng là khi gieo lên này
lính cũng như đàn bà đàn chồng này, xác suất để có cái bầu dục là bao nhiêu. Thế thì chúng ta thấy rằng là tròn giao phấn với nhau để có được bầu dục, bầu dục phải là nhỏ nhỏ. Thế thì khi đó chúng ta sẽ thấy là như này. Thứ nhất là những quả tròn, quả tròn thì phải là thứ nhất A lớn A lớn, B nhỏ B nhỏ, A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, và A nhỏ A nhỏ, B lớn B nhỏ, A nhỏ A nhỏ, B lớn B lớn. Chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta highlight cặp gen thì chúng ta thấy đây là 1/6. Các con chú ý này, 1 này, 2 này, 2 này, 1. Vậy đây là 1/6, 2/6, 2/6, 1/6. Bây giờ ta lấy cho tất cả các quả tròn giao phấn với nhau. Quả tròn giao phấn mà để thu được bầu dục thì quả tròn chắc chắn là phải có cả có giao tử A nhỏ với nhỏ. Để có được giao tử A nhỏ với nhỏ thì chắc chắn trường này không có. Chắc chắn trường này không thể có được. Vậy thì cái giao tử ở đây là gì? Giao tử A nhỏ với nhỏ là 2/6 nhân với cả 1/2, tức là 1/6. 1/6. Bên này giao tử cũng là gì nhỉ? 2/6 nhân 1/2. Bởi vì A nhỏ với nhỏ ta tính từng thằng một là 1/2 và 1/6 cộng lại là chúng ta có được 1/3. Và chúng ta chú ý rằng là trong giao phối ngẫu nhiên thì ta tính được cái tần số của cả A nhỏ với nhỏ đây là 1/3. Cho nên là để thu được A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ với nhỏ để có cái bầu dục này sẽ là 1/3 nhân 1/3. Đấy, chúng ta chú ý và chúng ta có giá trị là 1/9. 1/9. Cho nên là câu 20 thì đáp án đi là đúng.